Dưới sự chứng minh của chư tôn đức, chùa Phước Lâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trang nghiêm kỷ niệm khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 1000 trong 20 năm qua. Nương nhờ cửa Phật, hàng trăm Phật tử không phân biệt già trẻ gái trai đã tìm được điểm tựa tâm linh, giữ 8 giới trong một ngày để đạt được thanh tịnh, thực tập đời sống xuất gia phạm hạnh. 20 năm 10 tháng, đạo tràng Bát Quan Trai hôm nay là 1000 lần. Cho nên khi hiểu giáo pháp Đức Phật rồi an lạc trong giáo pháp và cùng với xã hội đất nước của mình để từng bước để có cuộc sống được thăng hoa, nhất là mặt tâm linh. Chúng ta phải có một trái tim nhân ái và phải tích cực làm cái gì đó hữu ích cho cuộc sống. Rồi chính vì chỗ đó là một động cơ thúc đẩy. Cho nên sư Tăng Ni ở đây cố gắng đoàn kết với nhau. Chương trình tu học với đầy đủ các thời khóa truyền thống xuyên suốt một ngày như truyền giới, hành thiền, niệm Phật, nghe pháp, thọ trai, cộng hưởng năng lượng an lành của toàn thể đạo tràng. Từ đó, mỗi hành giả được thấm nhuần lời dạy của Đức Thế Tôn, thực hành chánh niệm trong mọi sinh hoạt, nếp sống. Tôi đi chùa này cũng được 12 năm, nhưng mà mỗi một tuần như vậy tôi đi thọ bát quan trai một lần. Mà khi đến đây thọ bát cùng với quý vị Phật tử đây thì cảm thấy trong lòng an nhiên lắm, không có phiền não gì hết. Thì cảm thấy an lạc hơn khi mà tới đây được quý thầy chỉ dẫn từ câu kinh, tiếng kệ hoặc là những cái giáo lý của nhà Phật, thì mình ngộ ra được một điều là giống như mình đã bước thêm một bước nữa để mà mở cho mình một con đường sáng tự tại hơn. Bát Quan Trai giới dạy cho con người biết chế ngự mọi ham muốn, mọi hành vi bất thiện, ngăn ngừa ác tâm sinh khởi, xua tan nghiệp quả xấu ác, đem lại an lạc cho tự thân, cho tha nhân và xã hội. Các khóa tu Bát Quan Trai đã phát huy vai trò để ai ai cũng tin và hiểu về Bát Quan Trai giới, vun trồng phước báu, sinh về cõi Phật trong ngày vị lai.